Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Tý. Đây là video mình tổng hợp tử vi tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi Tý. Như những cái video trước mình làm cho tháng Đinh Tỵ, thì tháng Đinh Tỵ của năm Mậu Tuất là một tháng Thổ. Nó theo mình thì tháng Đinh Tỵ là một tháng khá là, tại vì rắn mệnh Thổ thì không có nhiều cái sự tương xung tương khắc. Tuy nhiên là không phải tuổi nào cũng được may mắn. Dĩ nhiên có sẽ tuổi rất là kiên kỵ, nhưng mà cũng có tuổi rất là tốt lành. Thì người tuổi Tý đối với tháng Đinh Tỵ thì cũng không có gì là quá nguy hiểm theo những gì mà mình tìm hiểu được. Thì hy vọng rằng đó là những cái chia sẻ về cái thông tin về cái tử vi của tháng Đinh Tỵ cho những người tuổi Tý sẽ giúp được cho mọi người biết rằng tháng Đinh Tỵ nó tốt hay xấu, mà để có được những cái mà tư vấn, có những cái mà gọi là khương nhu trong lòng ăn và biết nên tránh hoặc là nên tận hưởng những gì. Thì đầu tiên hết, cho những người tuổi Tý thì mình sẽ phải chia sẻ cho những người Mậu Tý sinh năm 1948 và có thể nói là 2008, nhưng mà 2008 thì các em nó còn quá nhỏ, mình không có nói tới, mình chủ yếu là nói tới những người Mậu Tý sinh năm 1948 các bác. Người Mậu Tý sinh năm 1948 là thương nội chi trư, tức là chuột nằm ở trong kho. Ngon ha. Mệnh là tích địch hỏa, lửa của sấm sét. Nam thì cung đòi hành kim, mà nữ thì cung cấn hành thổ. Thì rõ ràng sẽ có nhiều cái điều mà rất là hay ho. Nam mạng của Mậu Tý thì với năm Mậu Tuất là có sao Thái Âm chiếu mạng, may mắn danh lộc tốt. Và nữ thì có sao Thái Bạch, hao tài rối rắm. Vận niên thì hầu thực quả. Đặc biệt nam mạng kỳ dướng hạn diêm vương, bệnh dẹp đi mặt. Cho nên là không có gì là quá to lớn. Và nói chung là những người Mậu Tý thì sinh năm 1948 thì đa phần nam hay nữ thì cũng đã về hưu, an phận tuổi già, cho nên cái phần công việc thì mình không có cảm thấy rằng đó là to lớn các bác nam hay nữ. Nhưng mà các bác nữ dưới sao Thái Bạch thì rõ ràng là một điều không tốt. Rồi bây giờ đó là xét về tháng Đinh Tỵ của năm Mậu Tuất xem với người Mậu Tý nó như thế nào. Thì mạng là mạng hỏa gặp tháng Thổ, tức là sinh xuất bản mệnh. Theo lẽ thì sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng, vì cũng như những người tuổi mạng hỏa trước thì năm nay là năm hỏa vượng, năm Mậu Tuất là năm hỏa vượng, cho nên là gặp lại năm Mộc nữa, cho nên là tương sinh bản mệnh. Thì mà tương sinh bản mệnh của mình cả năm mà có bị sinh xuất một tí xíu này thì cũng không có việc gì là quá lớn lao ha. Rồi bổn mạng thì là các bác do là lớn tuổi rồi, và nhất là các bác nữ sinh năm 1948 có sao Thái Bạch nè, thì nó dễ bị bệnh hoạn, tại vì sao Thái Bạch nó hành kim mà các bác thì là hành mạng hỏa, cho nên là cái sao Thái Bạch nó tương khắc hơn nhiều, cho nên là dễ sanh ra bệnh này. Đặc biệt mà gặp tháng sinh xuất bản mệnh thì coi chừng là bổn mạng mình không được tốt lắm. Thiên can á, Mậu với Đinh á, thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Mà thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến công việc. Mà công việc thì những như đã nói ở trên, thì các bác là sinh năm 1948 thì đã lớn rồi, không việc gì nhiều. Thí dụ kinh doanh thêm ở ngoài thì cũng chắc là cũng không kinh doanh, con cái cũng không cho làm. Tuy nhiên á, là cái thiên can á, chữ Mậu nó thuộc Thổ, chữ Đinh nó thuộc Hỏa, cho nên là có thể nói là thiên can được cái vòng tương sinh hỏa sinh thổ, sẽ giúp cho cái mọi việc nó suôn sẻ, gia đạo nó hanh thông. Địa chi là Tý với Tỵ là tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khắc nhau, cũng không có tương hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên nó là Tý thì Thủy mà Tỵ là Hỏa, cho nên là về mặt âm ngũ hành của địa chi thì là tương khắc hỏa thủy, cho nên là chắc là tháng này sẽ có một chút chuyện buồn lòng, nhưng mà buồn để trong lòng thôi, mình cảm thấy không vui thôi chứ cũng không đến nỗi nào quá đáng từ con cái và gia đạo. Như vậy đối với người Mậu Tý sinh năm 1948 thì tháng Tư là một tháng chỉ trung bình thôi, đúng không? Về thiên can thì không có đến nỗi nào,
Mạng thì bị sinh xuất nhưng mà có vẻ là không quá nặng. Địa chi thì không có tương xung tương hợp, tuy nhiên là bị tương khắc về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là có một chút buồn phiền. Cho nên là không vui vẻ gì lắm trong cái tháng tư này. Đối với những người Mậu Tý sinh năm 1948. Tiếp theo là những người Canh Tý sinh năm 1960, người ta gọi là lương thượng chi thử, trùng đi trên xà đi nó nóng nhà đó. Mệnh là bích thượng thổ. Nam cung tốn hành mộc, nữ thì cung khôn hành thổ. Người tuổi Canh Tý thì mình đã làm sơ cái tóm tắt tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với nam mạng nữ mạng của cái này, của những người mà một Canh Tý, trong cái video về tử vi tháng 3 rồi, cho nên là mình chỉ nói sơ sài lại một chút xíu thôi. Thì nam mạng thì gặp sao Thái Dương, một cái sao ngôi sao may mắn danh lộc tốt. Nữ mạng lại dưới sao Thổ Tú, rối rắm lo buồn. Vận niên thì hai người đều là hổ giống thiên cọp ra oai. Hạn thì Thiên La, một người hạn thì Diêm Vương, nữ là Diêm Vương, nam là Thiên La. Như vậy đối với cái người mệnh, cái người mà Canh Tý mệnh Thổ này thì rõ ràng năm nay cũng có những cái điều mà không có ngon lành lắm. Thì xét với tháng 4 thì tháng 4 là tháng Đinh Tỵ này thì là cũng tháng Thổ. Mà người thì Canh Tý cũng là mệnh Thổ, cho nên gọi là Thổ đồng hàng. Bản mệnh khỏe, sức khỏe ok, nếu như có bệnh hay nạn gì thì cũng rất là nhẹ nhàng, không có việc gì xảy ra. Thiên can thì đinh canh là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là xét về mặt nạp âm ngũ hành á, thiên can của chữ đinh là hỏa, chữ canh là kim, cho nên là tương khắc tiềm ẩn khó khăn trong công việc, dễ gây tranh chấp, không có được vui vẻ trong cái công việc mua bán hoặc là giao dịch, cho nên là cảm thấy mình ví dụ giống như mình bị ép hay là bị như cái gì đó thì nó không có ngon lành lắm, vì cái thiên can nó bị nạp âm ngũ hành của thiên can nó bị tương khắc kim và hỏa. Địa chi thì Tý Tỵ thì cũng giống như những người Mậu Tý, không hình hại, không tương khắc gì nhau về tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, Tý thì là thuộc hành thủy, Tỵ là thuộc hành hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành có vấn đề về tương khắc thủy hỏa. Và với cái thiên can mà ở trên là bị hỏa kim là tương khắc, đinh hỏa canh kim là tương khắc, cộng ở dưới là thủy hỏa nữa, thì sẽ có rắc rối về gia đạo và công việc, ảnh hưởng đến cả công việc và gia đạo. Thì có thể là mình công việc của mình nó gặp cái sự buồn phiền chán chán, cho nên là về nhà là khi đó thì các anh các chị Canh Tý này sẽ có những cái điều không vui vẻ với gia đạo, thậm chí là con cái, gây ra chút buồn phiền. Chứ còn nếu mà người Canh Tý này thì đã lớn rồi, anh chị lớn rồi thì cũng chả có gây nhau thì cũng ráng mà nhịn, nhưng mà rõ ràng đây là cái chuyện gia đạo thì nó sẽ có con, nhất là con gái sẽ gây ra buồn phiền cho anh chị ha. Nên cẩn thận và nên đề phòng những cái việc nó không có đáng tiếc xảy ra. Đối với cái người mà tuổi Canh Tý thì tháng 4 gia đạo vẫn là phần chính yếu, còn công việc thì nói chung cũng không quá lớn lao. Tại vì thực chất ra thì tử vi nó không tương xung tương khắc thì nó rất là đỡ. Dù nạp âm ngũ hành thì nó là nội tại bên trong, nó không tạo cho mình quá cái nhiều khó khăn như là cái tử vi. Rồi người tuổi Tý tiếp theo đó là người Nhâm Tý sinh năm 1972, người ta gọi là sơn thượng chi thử, chuột núi đó. Mạng là tan đố mộc. Nam thì cung khảm hành thủy, nữ thì cung khôn hành thổ. Cả nam và nữ của Nhâm Tý thì năm nay nam thì dưỡng sao Thổ Tú, nữ thì xuống dưỡng sao Văn Hớn. Hai cái sao này đều là sao rối rắm, nạn tai và rối đen. Vận niên thì Trư Phùng Hỏa, thiên can thì Mậu nó khắc Nhâm, chữ Mậu của Mậu Tuất nó khắc Nhâm. Thì rõ ràng rằng với những cái gì mà thể hiện ở cái tử vi cả năm thì rõ ràng là một điều không tốt là công việc nó gây ra khó khăn nhiều cho người Nhâm Tý. Vậy thì dù bây giờ người Nhâm Tý đi thì với cái sao Thổ Tú nam mạng
thì sao Hạ Sở Thổ Tú nó thành thổ mà nó sinh sinh kim và mộc và khắc thổ nữa, thì cho nên là nó sẽ gây nhiều điều rất là khó khăn cho những người nhâm tý nam mạng. Nữ mạng thì cũng không thể nào mà tốt lành, thì vận vào cái tháng tư này, tháng đinh tỵ một tháng thổ nữa thì nó sẽ như thế nào. Bản thân là mệnh mộc gặp năm mộc cả năm, gặp năm hỏa vượng đã là sức khỏe không tốt, tháng này gặp mộc, mệnh mộc gặp tháng thổ là bản mệnh các tháng đề phòng tai nạn, dễ có bệnh hoạn nhưng mà không quá nặng. Tai nạn cũng vậy, cũng không quá nặng, trầy xước nhẹ nhẹ. Thiên can thì tương đối ok. Lý do tại sao? Tại vì chữ đinh với nhâm là ngũ hợp, đây là sự hợp nhân từ về chữ nhân, cho nên có thể nói là đinh hợp nhâm thì công việc mọi thứ ở, nói về công việc và cái sự giao tế trong cuộc sống sẽ là một điều tốt đẹp đem đến cho anh chị. Có cái ngũ hợp này, hy vọng rằng nó sẽ chế hóa được cái việc công việc làm ăn, mình có ngũ hợp, mình có sự hanh thông thì nó sẽ chế hóa được cái sự khó khăn mà của bản mệnh mình nó đưa ra. Mình vui rồi thì sức khỏe mình nó sẽ nhanh chóng mà vượt qua. Địa chi á, Tý Tỵ thì cũng như người canh Tý, không khác gì hết ha, chỉ cũng bị Tý là thủy, Tỵ là hỏa mà canh ra cái sự gọi là tương khắc thủy hỏa, đem lại cái tiềm ẩn cái sự khó khăn, cái sự gây gỗ trong gia đạo. Tuy nhiên là người chữ nhâm này gặp cái mậu thì lại là chữ mậu của năm mậu tuất nó khắc chữ nhâm nữa cả năm đó, thì dễ sanh ra công việc nó không vui vẻ, sanh rầy rà, bản mệnh thì bị tương khắc, bản mệnh là khắc kháng đi nữa thì cái những cái tinh quân tốt nó cũng sẽ không có tác dụng, nó không có nhiều cái sự may mắn để mà tiến cử. Rất may là cái thiên can này, cái thiên can mà ngũ hợp này nó sẽ kéo cái công việc lại, làm cho mình làm cái niềm vui để mà có được những cái thắng lợi trong cuộc sống. Rất là hay đúng không? Thì nói chung là có cái này xấu thì có cái kia tốt để mà tương trợ lại. Người tuổi Tý tiếp theo là người Giáp Tý. Người Giáp Tý là ốc thượng chi thử, chuột ở trên nóc nhà. Mệnh là hải trung kim. Nam cung đoài thành kim, nữ cung cấn thành thổ. Năm nay là mình đã làm ở trong cái tử vi mà cho năm 2018 cho người Giáp Tý rồi, thì nữ mạng dưới sao Thái Bạch, nam mạng có sao Thái Âm. Nhưng mà cái sao Thái Bạch đối với cái người mà Giáp Tý thì nó không có tác dụng bấy nhiêu, lý do là nó cũng là hành kim mà người thì mệnh kim nữa, cho nên là nó sẽ bị ít có bị tác dụng nhiều. Rồi vận vào cái tháng đinh tỵ của cái năm mậu tuất 2018 đối với người Giáp Tý nó như sao. Mạng thì là mạng kim gặp tháng thổ, tức là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, thì nó còn có ảnh hưởng tốt cho những cái tinh quân mà tốt nằm ở trong mệnh của trong tử vi của cái năm này. Thì như vậy mà khi mà cái sao mệnh cái bổn mạng nó được sáng thì giống như là mình thêm pin cho những cái đèn nó yếu pin, những cái tinh quân cho nó tốt nó ra thì nó sẽ đỡ được những cái tháng, đỡ được những cái phá và bại tinh của tháng rất là nhiều. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ngũ hành thì là giáp là mộc, đinh là hỏa, cho nên gọi là ngũ hành tương sinh, thuộc vòng tương sinh mộc hỏa. Mà thiên can mà chứ không phải là bản mệnh, cho nên là không phải là không tính sinh xuất mà tính là tương sinh hay là tương khắc thôi, thì rõ ràng là với cái thiên can của nạp âm ngũ hành của thiên can mà tương sinh thì công việc dễ sinh tài lộc, nhưng không quá lớn, hoặc là tiền tài của cái người nữ mạng mà dưỡng sao Thái Bạch có bỏ ra thì chỉ chính là cái sự đầu tư có chủ đích, chứ không phải là chịu cái sự chi phối mà mất mát tiền bạc một cách mà vô lý. Địa chi là Tý Tỵ thì cũng như đã nói những cái tuổi Tý ở trên thì không xung không hợp với nhau về tử vi, nhưng mà bị tương khắc. Tý là thủy và Tỵ là hỏa, tương sinh như vậy thì nó sẽ có những điều tiềm ẩn những điều không tốt
cho bản mệnh, cho gia đạo của các người tuổi Giáp Tý. Như vậy thì tháng 4 đối với những người mà tuổi Giáp Tý thì rõ ràng là một tháng có nhiều may mắn, chứ không phải là một tháng có cái gì đó nó quá khó khăn. Bởi sao? Bởi vì bổn mạng được tương sinh, thổ sinh kim. Thiên can thì thuộc dòng ngũ hợp mộc hỏa, chỉ có cái địa chi là về mặt nạp âm ngũ hành thì gọi là tương khắc thủy hỏa, nó không tốt lắm. Cho nên là nếu như là người Giáp Tý thì có thể nói rằng dù là nó Giáp Tý nữ mạng dưới sao Thái Bạch thì vẫn có thể nói rằng là ok, tháng này có thể thậm chí là còn có tài kha khá, chứ không phải là cứ Thái Bạch là ăn cũng tốn tài. Rồi tiếp theo của người tuổi Tý chính là Bính Tý, giãn hạ thủy, một trong những cái tuổi mà mình nói rằng là có nhiều may mắn. Thành công không phải nhờ mình giỏi, nhiều khi là nhờ cái sự may mắn và cái tình thương cảm của mọi người đến với mình. Tuổi Tý này gọi là điền nội chi thử, chuột mà ở trong ruộng thì là chuột may mắn. Nam cung tốn thành mộc, nữ thì cũng cung khôn thành thổ. Xét về Bính Tý thì như thế này, đối với cái tháng Đinh Tỵ thì tháng này là tháng thổ, tháng Đinh Tỵ là tháng thổ, mà các em thì là mệnh thủy, cho nên là thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, cho nên đề phòng tai nạn ảnh hưởng xấu đến công việc, tai nạn và bệnh nạn. Tự vì tháng nó tương khắc mà, bản thân các em là mệnh thủy, thủy năm nay là năm mộc, và năm mộc này lại là năm hỏa vượng, cho nên là bản thân của bổn mạng năm nay là không có tốt rồi, bệnh rề rề mà cảm thấy là mình không có khỏe rồi, và gặp tháng này là tháng khắc bản mệnh của mình thì các em phải cần một phòng nhiều thứ nếu không muốn mà bị chày xước và khó khăn ha. Thậm chí với những cái gì mà anh tính toán thì người Bính Tý tháng này thậm chí là có nguy vong, cho nên đi đứng cẩn thận, đừng để mình mà rơi vào cái thế mà cái gì mất cũng có thể làm được, nhưng riêng cái mạng mất thì không bao giờ làm ra được. Nhất là các em nữ dướng sao khổ tú, rối rắm tranh chấp, tháng này gặp bản mệnh bị tương khắc. Bản mệnh của năm thì sinh xuất, bản mệnh thì tương khắc, ảnh hưởng tới những cái tinh quân tốt, dễ gây tranh chấp và thị phi. Còn đối với nam thì sao Thái Dương thì cũng có may mắn một chút xíu, nhưng bổn mệnh có vấn đề, đừng có mà bị đại. Thiên can Bính của chữ Bính Tý và chữ Đinh là không xung không hợp, cũng không khắc gì nhau hết. Tuy nhiên cả Bính và Đinh thì thuộc hành hỏa, cho nên gọi là thiên can đồng hàng hỏa, tốt cho công việc, cũng không có gì là quá lớn lao xảy ra. Tỵ Tý thì cũng như những cái tuổi đã nói ở trên thì có một chút tiềm ẩn về cây gỗ và gia đạo, nhưng mà các em này thì chưa phải là 100% là lấy vợ lấy chồng hết. Nếu mà nữ thì chắc là có gia đình, thì nữ dướng sao có nữ thì có cái sao thổ tú, coi chừng là gây gỗ với chồng con. Tóm lại với cái tháng 4 Đinh Tỵ đối với người Bính Tý sẽ chủ yếu vẫn là bổn mạng của mình, tại vì bổn mạng của các em đã bị sinh xuất gặp tháng tư khắc bổn mạng, cho nên phải đề phòng cái sự nguy vong đối với bổn mạng của mình ha. Và địa chi thì là hình hại đó, nó bị về tương khắc về nạp âm ngũ hành đó, của địa chi thì không có ảnh hưởng lớn quá đối với gia đạo của mình. Tuy nhiên gặp cái sáng mà sao mệnh mình bổn mạng mình không tốt, biết đâu cái tinh quân tốt cứu vãn cái gia đạo, cứu vãn cái tình cảm, cứu vãn nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ gây ra cái điều xấu, cho nên các em cần cẩn thận ha. Đi xa thì tuyệt đối tháng này không nên, tốt nhất là ở nhà và tận hưởng hết cái tháng này cho một cách cho nó qua đi êm ả hơn. Như vậy là anh đã tổng hợp xong cái tử vi của tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi Tý. Cũng có người tốt và cũng có kẻ xấu. Để mà bước qua cái tháng Đinh Tỵ này, hy vọng nó là những cái thông tin bổ ích, giúp ích cho những người tuổi Tý, để mà có được những cái nhận định tốt hơn trong cái tháng này mà vượt qua nó một cách nhẹ nhàng.
Ai xem video thấy hay thì xin bấm like và chia sẻ để mọi người tuổi Tý khác được biết và vận dụng. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video về tử vi tiếp theo, có thể là tuổi của các bạn và hoặc là người thân của các bạn. Đặc biệt là sắp tới mình sẽ làm một cái video về tuổi nào kết hôn hợp với Bính Tý nam mạng và Bính Tý nữ mạng, để các bạn có thể lựa làm một cái thông tin để mà lựa chọn vợ chồng sao cho nó phù hợp với lại tử vi, mà có cuộc sống hôn nhân gia đình nó được tốt đẹp hơn và làm ăn thuận lợi hơn. Ai muốn gặp mà livestream trực tiếp với anh Ba thì xin bấm đăng ký ở đây để mà gặp anh Ba trực tiếp vào những cái buổi livestream tại kênh Anh Ba Tử Vi USA. Để mà nói chuyện trực tiếp ha. Rồi, rất vui vì mọi người chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.